Chị đây rồi, chị chào Nhung. Hiện tại thì chị thấy đã rất là đông các bạn vào học cùng với chị rồi. Không biết là ngày hôm nay với sự quay trở lại của chị thì các bạn đã ôn tập thêm được một chút nào chưa? Hiện tại thì chị thấy có Khánh Ly này, có Ngân này, có Nhung này. Rồi, chị chào các bạn, chị chào Thanh Xuân, chào các em. Các bạn ơi, trong buổi tối tổng ôn ngày hôm nay thì chị cũng hy vọng rằng là các bạn cũng có thể tag tên của những người bạn của các chúng mình để vào học cùng với chị nhá. Và có thể các bạn cũng có thể chia sẻ về trang cá nhân của mình để mỗi khi các bạn cần đến nội dung ôn tập ngày hôm nay thì chúng mình đều có thể xem lại ngay, được không nào? Rồi, chị chào Hương Giang, chào các em. Thế thì ngày hôm nay chúng mình sẽ ôn tập cái gì đây? Các bạn đang yếu phần nào? Và các bạn muốn cùng với chị ôn tập phần nào đây? Nào, ở đây trong phần phát trực tiếp của chị thì chị thấy có rất là nhiều các bạn nhỏ đang vào rồi. Không biết là các bạn đang là 2K5, 2K6, 2K7 hay là 2K8 nào? Em ơi, các bạn là 2K mấy? Rồi, Huy, Huy Nguyễn, tag tên Mai Phương. Rồi, tag rất là nhiều rồi. Anh Thư, Nhật Trường, chị chào các bạn. Không biết là các bạn đang là 2K mấy nhỉ? Có phải là 2K5 không? Hay là các em 2K6, 2K7? Các em thân mến, đây chính là cái giai đoạn cuối cùng trên cái chặng đường mà các bạn ôn thi trung học phổ thông rồi. Và đặc biệt đối với môn văn thì không biết là các bạn đã ôn được nhiều hay chưa. Thế nên buổi tối ngày hôm nay chị cùng với chúng mình sẽ ôn tập một chút xíu nhé. Trong cái khoảng thời gian mà các bạn có thể đang lướt Facebook để giải trí, hoặc là các bạn đang lướt Facebook để tìm kiếm những cái tài liệu học tập, hoặc các bạn có bất cứ một cái mục đích nào đó, thì các bạn nếu như đang xem phần phát trực tiếp của chị thì các bạn có thể dừng lại một đôi phút để chúng mình có thể cùng với chị ôn tập. Bởi vì trong những cái phút giây này thì chị cũng mong muốn là giúp đỡ các bạn đấy một phần nào trong quá trình mà các bạn ôn tập. Các bạn có thể ngồi vào bàn học, cũng có thể các em chỉ cần nghe thôi, để thêm một lần các bạn được củng cố kiến thức để sau này các bạn thực chiến, các bạn làm đề, các bạn đi thi các bạn cũng sẽ vững vàng hơn, được không nào? Ở đây thì chị thấy có cả 2K8 này, Khánh Ly 2K8, Thanh Xuân 2K8 rồi, ok, nhất trí. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì thực sự chị rất là mong muốn được gặp các bạn 2K5. Rồi với tất cả các bạn nữa chị cũng đều muốn gặp. Và cái nội dung ôn tập ngày hôm nay mà chị muốn chia sẻ với các bạn đó là cách để các bạn có thể làm câu đọc hiểu. Và các bạn biết đấy, trong quá trình mà các bạn làm đề thi thì dù là em là 2K mấy đi chăng nữa thì các bạn cũng cần phải nắm bắt được cái kỹ năng đọc hiểu. Tại sao chị nói như vậy? Bởi vì dù em là học chương trình mới hay em học chương trình hiện hành đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ có câu đọc hiểu, chỉ là câu đọc hiểu đó của các em mấy điểm mà thôi. Với các anh chị 2K5, 2K6 thì các bạn có khoảng 3 trên 10 điểm câu đọc hiểu. Còn các bạn 2K7 thì các bạn học chương trình mới, các bạn sẽ có khoảng từ 4 cho đến 6 điểm ở câu đọc hiểu này. Thế nên dù các bạn đang ở 2K mấy thì các bạn cũng chú ý cho chị cái mạch đọc, bởi vì vốn dĩ nó cũng sẽ là một phần trong bài thi của các bạn và nó cũng chiếm một cái số điểm nhất định. Thế nên chị mong muốn là các bạn sẽ cố gắng học tập thật là nhiều, đừng có bỏ qua bất cứ một phần nào đó trong cái cấu trúc đề thi của mình, bởi vì vốn dĩ nó cũng sẽ chiếm cơ số điểm nhất định, được không nào? Rồi, vậy thì chia sẻ một chút xíu với các bạn như thế để các bạn biết được rằng trong quá trình mà chúng mình làm đề thì phần đọc hiểu cũng rất là quan trọng, nó chiếm một số điểm nhất định. Đặc biệt là đối với đề thi Trung học phổ thông quốc gia thì các bạn có 3 điểm, và với 3 điểm đó thì sẽ được phân bố thành các câu hỏi nhỏ, được không ạ? Và các bạn biết rồi, chúng mình có 4 câu hỏi. Và cái phần này thì chị đã cùng với chúng mình nói với nhau rất là nhiều lần rồi, đúng ạ? 4 câu hỏi này thì chia ra làm các mức độ khác nhau, được không ạ? Thì các bạn thấy cái mức độ dễ nhất mà chúng mình có thể ăn điểm ở câu này đó chính là mức độ nhận biết, đúng không ạ? Cái này thì ăn điểm luôn rồi, được không ạ? Chắc chắn cho chị cái câu này các bạn sẽ có một điểm cho chị, được không? Các bạn cố gắng là lấy một điểm cho chị ở câu này nhá, được không ạ? Nhận biết thì sẽ thường rơi vào câu số 1 và câu số 2 trong đề thi của các bạn. Thế nên cố gắng ăn một điểm cho chị. Còn nếu như trong trường hợp mà đề song sanh hơn, đề giúp các bạn gỡ điểm nhiều hơn thì có lẽ cái phần này các bạn cũng phải có không từ... Các bạn sẽ có khoảng một điểm cho đến một điểm rưỡi và thậm chí là hơn thế, nhưng cũng tùy đề, nhưng mà chị chỉ lấy một con số tối thiểu thôi, một điểm nhá, cố gắng nhá. Xong cái câu tiếp theo là các bạn sẽ có câu thông hiểu này. Cái câu này thì khó hơn một chút xíu đấy chứ, các bạn sẽ có khoảng từ 0,75 cho đến một điểm câu này, nói chung cũng tùy thuộc các em ạ. Tiếp theo là chúng mình có câu vận dụng. Đó.
được không ạ? Và câu vận dụng cao. Với 4 mức độ như thế này thì sẽ được đưa vào trong câu đọc hiểu của các bạn. Tuy nhiên là cũng tùy đề, thầy cô cũng sẽ linh hoạt. Có thầy cô thì sẽ cho các bạn một câu nhận biết, một câu thông hiểu, một câu vận dụng, một câu vận dụng cao. Tuy nhiên cũng sẽ có thầy cô cho các bạn hai câu nhận biết và một câu vận dụng cao, hoặc là cho một nhận biết, một thông hiểu, rồi một vận dụng cao, tùy thuộc đề các em ạ. Thế nên trong quá trình mà các bạn làm câu đọc hiểu đấy, các bạn không chỉ nhớ lại cho chị toàn bộ kiến thức về mặt tiếng Việt để các bạn có thể làm bài, mà các bạn hãy cố gắng là học cái phương pháp để các bạn làm. Thế thì ở đây chị với chúng mình cùng sẽ học với nhau cái cách để chúng mình làm những câu hỏi ở cái dạng thông hiểu các bạn nhé. Bởi vì vốn dĩ là nhận biết thì các bạn cũng biết rồi. Nhận biết thì thường là đề sẽ hỏi các bạn những câu hỏi yêu cầu các bạn xác định về hình thức của văn bản. Và cái phần này thì chúng mình đã nói với nhau rất là nhiều lần rồi đúng không ạ? Về hình thức của văn bản thì các bạn sẽ có thể thấy yêu cầu các bạn xác định phong cách này, yêu cầu các bạn xác định phương thức biểu đạt này, yêu cầu các bạn xác định thể thơ này, yêu cầu các bạn xác định thao tác lập luận vân vân và mây mây. Có rất rất là nhiều cái cách mà thầy cô sẽ hỏi các bạn, và cái này chị cũng đã trao đổi với các bạn rất là nhiều lần rồi. Thế nên chị sẽ không có nhắc lại cái phần phương pháp để các bạn làm cái câu hỏi ở mức độ nhận biết này nữa. Là những câu hỏi rất là dễ để các bạn có thể ăn trọn cho chị 0,5 điểm trên một câu, được không ạ? Cái phần này thì rất rất là dễ rồi. Thế nên là chị sẽ tạm thời bỏ qua cái phương pháp này nhá. Thế thì bây giờ chị với các bạn thử làm phương pháp của câu đọc hiểu ở mức độ thông hiểu xem sao. Các bạn đợi chị một chút xíu nhá. Đây rồi. Đây, với câu hỏi ở mức độ thông hiểu thì cách ra đề, các bạn có thể đọc cho chị cái ví dụ xong thì các bạn sẽ có thể hình dung rõ hơn thế nào là thông hiểu. Ví dụ nhé, chị có cái yêu cầu của bài đọc hiểu sau: anh chị hiểu nội dung của dòng thơ sau như thế nào? Vầng trắng mặn giọt mồ hôi cay đắng, bao kiếp vùi trong đáy lặn mù tăm. Và đây chính là câu hỏi ở mức độ thông hiểu, tức là đề sẽ yêu cầu các bạn hiểu như thế nào về ngữ liệu, được không ạ? Chủ yếu chị nhé, đây cũng chính là cái dạng ra đề rất là quen thuộc mà các bạn đã gặp trong bộ đề của chúng mình. Khi mà thầy cô cho các bạn luyện 10-20 đề thì các bạn sẽ có thể bắt gặp quãng từ 10 cho đến 15 đề có cái câu hỏi rơi vào cái dạng đó là em hiểu như thế nào về một nội dung x, đó mà hiểu như nào về ngữ liệu, hay nói cách khác về ngữ liệu x. Thế thì đề ở đây của chị cho các bạn là hiểu như thế nào về nội dung của các dòng thơ sau, đúng không ạ? Và nếu như đề cho vào là một cái đoạn trích văn xuôi chẳng hạn thì chúng mình sẽ thấy rằng cũng có thể yêu cầu các bạn hiểu như thế nào về câu văn sau, được không ạ? Thì đấy chính là những câu hỏi ở mức độ thông hiểu, yêu cầu các bạn hiểu như thế nào về cái ngữ liệu đó. Sau đó các bạn hãy lý giải cho chị về cái cách mà em hiểu như thế nào. Và để có thể làm được những câu hỏi dạng như thế này thì chúng mình cần phải làm như thế nào? Theo các bạn đã từng làm những câu này như này chưa? Rồi nếu như các bạn gặp những câu này thì các bạn sẽ xử lý câu đó ra làm sao? Rồi các bạn tư duy như thế nào? Cái quan trọng ở đây chị muốn hướng dẫn chúng mình đó là tư duy, được không ạ? Tư duy để chúng mình có thể làm được những câu hỏi ở mức độ thông hiểu, hiểu về ngữ liệu. Đây là cái cách mà thầy cô kiểm tra các bạn xem các bạn có biết đọc hay không. Nói chung nói như vậy thì không phải là các bạn đọc to, rõ ràng hay như thế nào, mà là hiểu về một vấn đề được đề cập đến trong ngữ liệu. Và cái ngữ liệu đó là một cái ngữ liệu hoàn toàn mới mà các bạn chưa đọc. Nếu như các bạn có đọc qua rồi thì các bạn cũng không được học. Nói chung là những cái gì rất là mới đưa vào trong đề và yêu cầu các bạn lý giải. Và cái phần này chị tin chắc các bạn đang yếu. Chị biết các bạn đang yếu là bởi vì khi các bạn đọc một cái ngữ liệu mới mà chưa có thầy cô phân tích thì có phải là các bạn đang bị loay hoay, các bạn đang bị lúng túng trước cái ngữ liệu đó không ạ? Các bạn không biết cái này mình hiểu như này có đúng không? Không biết mình hiểu như thế này thì có đúng với đáp án không? Không biết mình hiểu như này thì cô cho mấy điểm nhỉ? Không biết mình hiểu như thế này, mình viết như thế này thì thầy cô sẽ chấm mình bao nhiêu điểm, mình bị trừ bao nhiêu điểm? Chị gặp vô vàn những câu hỏi như thế. Nếu như các bạn gặp những cái câu hỏi như thế này, thậm chí nhá, có những câu hỏi mức độ khó hơn, ví dụ như câu hỏi đưa ra cái bài học ý nghĩa, chị thấy nhiều bạn còn làm được. Còn những cái câu hỏi mang tính chất thông hiểu như này thôi, nhưng mà chị thấy có rất là nhiều bạn đang gặp khó khăn.
khó khăn không biết làm thế nào để có thể giải thích, làm thế nào để có thể phân tích cái ngữ liệu mà để yêu cầu chúng mình hiểu. Mà đôi khi chúng mình đọc chúng mình thấy rất là rõ nghĩa rồi, nhưng mà để có thể viết ra, để có thể giải thích cho người khác hiểu như cái cách mình đang hiểu thì lại rất là khó để có thể diễn đạt. Các bạn đang bị lúng túng, các bạn không biết như thế nào. Và đặc biệt thơ thì các bạn, chị thấy thơ các bạn có thể giải thích tốt hơn nhé. Nhưng nếu là văn xuôi ấy, thì các bạn sẽ thấy là không biết như thế nào nhỉ. Cả một cái câu văn dài ngoằng như thế thì biết được phân tích như thế nào. Đó, các bạn gặp rất là nhiều vấn đề trong cái quá trình mà các bạn làm cái câu đọc hiểu ở mức độ thông hiểu này. Một cái câu khá là dễ nhưng các bạn lại bị mất điểm ở phần này. Mất điểm là các bạn không có điểm trọn vẹn đấy ạ. Các bạn vẫn sẽ có điểm nhưng các bạn không có điểm tối đa đâu. Thường thì câu này bạn nào mà làm căng thì các bạn cũng có thể có khoảng 0,75. Tuy nhiên đa phần các bạn sẽ rơi vào khoảng 0,5 điểm ở cái câu này. Các bạn bị trừ nhiều ở câu này này. Đó, không biết là lý do vì sao nhưng chị tin chắc các bạn đang vướng vào một chỗ là không biết tư duy như thế nào, bởi vì đứng trước một cái ngữ liệu, đúng không ạ, rất là mới mà chúng mình cũng chẳng biết là mình có hiểu đúng hay không, đúng không ạ. Các bạn hay hoài nghi về chính bản thân mình. Thế nên có một lời khuyên chân thành dành cho các em, đó chính là hãy cứ tự tin vào cái cách hiểu của mình, cái cách nghĩ của mình, được chưa ạ. Và để có thể làm được cái câu hỏi dạng như vậy thì các bạn cần phải chú ý chị như sau, được không ạ? Các bạn sẽ chú ý cho chị cái cách tư duy sau. Cái phần này rất là quan trọng, chị mong là các bạn tập trung nhé. Và các bạn cũng sẽ cố gắng ở lại đây với chị, được không ạ? Để chúng mình có thể rút ra được cái phần phương pháp làm của những câu hỏi ở mức độ thông hiểu, yêu cầu các bạn giải thích, yêu cầu các bạn đưa ra những cái lý giải về cái ngữ liệu mà đề được cung cấp cho các bạn. Thế thì ở đây các bạn sẽ tư duy chị 3 bước sau, được chưa ạ? Bước thứ nhất, các bạn hãy đọc kỹ khái niệm. Đó, đọc kỹ nhận định, đọc cái câu thơ, câu văn mà đề đưa cho, được không ạ? Sau đó các bạn xác định từ khóa giúp cho chị, được không ạ? Các bạn xác định từ khóa giúp cho chị. Cái điều quan trọng của chúng mình ở đây đó là các bạn biết xác định từ khóa. Bởi vì vốn dĩ nhà văn hay nhà thơ, anh ta muốn đưa cái thế giới bên ngoài vào trong tác phẩm của mình thì đương nhiên anh ta phải sử dụng ngôn ngữ, được chưa ạ? Thế nên trong quá trình mà chúng mình đi lý giải, chúng mình lý giải cái cách hiểu về một cái ngữ liệu nào đó được đặt ra, có thể là câu văn, câu thơ, nhận định hoặc là khái niệm, bất cứ cái gì mà đề hỏi, thì chúng mình cũng cần phải xác định được từ khóa. Cái quan trọng đó là từ khóa, được không ạ? Từ khóa của câu văn, câu thơ đó là gì, được không ạ? Đầu tiên, các bạn xác định từ khóa chị. Cái phần này là cái lúc mà các bạn đang tư duy để các bạn giải quyết vấn đề, mà chưa phải là lúc mà các bạn đưa câu trả lời ra đâu nhé. Cái phần này là các bạn đang phải tư duy trước cho chị đã, được chưa ạ? Các bạn sẽ tư duy, các bạn xác định cho chị từ khóa hay nó khác là keyword đấy ạ. Sau khi các bạn đã tư duy được cái bước 1 đấy rồi thì các bạn tiến hành đến bước số 2 giúp cho chị nhá. Bước số 2 thì các bạn ơi, chú ý cho chị là mình sẽ giải thích từ khóa, nhưng cái phần này mình nhớ là làm ra nháp hoặc là tư duy trong đầu giúp cho chị, được không nào? Cái phần này là chị đang hướng dẫn các bạn tư duy để trả lời. Còn cái phần đưa cái câu trả lời ra như thế nào thì từ từ khoan, chưa tính. Bước thứ 2 thì các bạn hãy giải thích từ khóa giúp cho chị. Và phần này mình sẽ phải dựa vào ngữ liệu của đề. Bởi vì vốn dĩ tất cả những cái gì của thế giới bên ngoài mà tác giả muốn đưa vào trong tác phẩm của mình thì anh ta cần phải sử dụng ngôn từ. Thế nên ở đây chúng ta xác định cái từ khóa rồi thì chúng ta lý giải nó, được không ạ? Và đồng thời kết hợp với cái vốn hiểu biết của chính bản thân các em trong một quá trình mà các bạn học và tích lũy được, thì các bạn hãy giải thích cho chị cái nghĩa thực của từ khóa đó là như thế nào. Sau đó thì các bạn có thể giải thích cái nghĩa hàm ẩn, hay nói cách khác là nghĩa biểu tượng, ở trong đó có hàm ẩn một cái lớp nghĩa nào đó nữa hay không, thì các bạn hãy lý giải giúp cho chị cái phần đó. Sau khi các bạn đã lý giải được phần này rồi, các bạn kết nối tất cả chúng với nhau và các bạn chốt lại cái nội dung của khái niệm đó được đưa ra ở đây là như thế nào. Nói về mặt tư duy thì có lẽ các bạn sẽ cảm thấy rất là khô khan. Nó cũng giống như việc các bạn học công thức toán vậy, nó rất là khô khan. Nhưng mà các bạn thử cùng với chị áp dụng vào trong một đề cụ thể nhé, để chúng mình có thể tư duy. Nói chung là khi nhắc đến phương pháp thì chắc chắn các bạn cũng có thể thấy X và Y nó cũng rất là khô như toán thôi. Nếu như bạn nào mà tâm hồn mộng mơ thì có lẽ học phần này không có thích lắm. Nhưng nói thật với các bạn, chúng mình cũng cần phải có cái sự khoa học và rõ ràng thì thực sự các bạn mới có cái số điểm tối đa được. Còn nếu như mơ mộng ở trên cành cây thì viết có thể hay, hành văn rất là mượt, trả lời thì cũng rất là, cảm giác đọc cũng rất là cuốn. Tuy nhiên là khi mà đọc mà không có ý, không rõ ràng thì các bạn cũng sẽ bị mất điểm thôi. Thế nên hãy cố gắng là vừa có cái sự mềm mại trau chuốt trong cái phần hành văn của mình, trong cái phần trả lời, nhưng cố gắng là hãy trả lời đúng và đủ. Bởi vì đọc hiểu nó là một cái phần rất là cô đọng,
rất là hàm xúc. Các bạn trả lời đúng là các bạn có điểm thôi, được chưa ạ? Thế nên các bạn cần phải phối kết hợp hai cái điều đấy cho chị nhé. Thế thì bây giờ các bạn cùng với chị thử thực hành một cái phần ngữ liệu như thế này để chúng mình sẽ áp dụng ba cái bước tư duy ở phía trên, được không ạ? Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu. Mỗi người trên thế giới đều là những người khách bộ hành, mỗi ngày đều bước đi một cách chủ động hoặc bị động trên con đường mình đã chọn. Cuộc đời không chỉ là con đường đi khó, đôi khi chúng ta còn gặp phải những hố sâu do người khác đào ra, gặp phải sự tấn công của thú dữ, mưa bão và tuyết lạnh. Bất luận gian khó thế nào, chỉ cần chúng ta còn sống, chúng ta còn phải đối mặt. Sống tức là thực hiện một cuộc hành trình không chỉ hoãn. Trước muôn vàn lối rẽ, không ai có bản đồ trong tay, không ai, cũng không phải ai có kim chỉ nam dẫn đường. Tất cả đều phải dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Nếu bạn rẽ nhầm lối, khoảng cách xuất phát điểm sẽ bị rút ngắn ngược lại. Nếu rẽ đúng, con đường phía trước sẽ bằng phẳng, rộng rãi. Thế thì với cái đoạn ngữ liệu vừa trên, chị sẽ có một cái câu hỏi như sau. Anh chị hiểu như thế nào về câu nói trước muôn vàn lối rẽ, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường, tất cả đều phải dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Và đây chính là yêu cầu của đề, và đây chính là yêu cầu ở mức độ thông hiểu. Anh chị hiểu như thế nào về ngữ liệu X được đặt ra ở trong đề? Thế thì bây giờ đề có thể làm được phần này thì chúng mình cần phải xác định giúp cho chị bước 1, từ khóa. Vậy thì từ khóa của câu văn ở trên đó là những từ như thế nào? Thì ở đây chị đã xác định giúp cho chúng mình rồi. Các bạn chú ý nhé, phần này chị làm mẫu và chị nói to cái tư duy của chị lên, và chị mong muốn sau này khi các bạn làm đề, các bạn cũng có thể áp dụng tư duy 3 bước để các bạn có thể làm, để chúng mình không bị mất ý, được chưa ạ? Còn cái phần mà các bạn diễn đạt để các bạn trả lời thì chị mong rằng vốn từ của các bạn cũng phải được nâng cấp dần dần trong cái quá trình mà các bạn học và đọc, được không ạ? Còn không thể nào mà chị hướng dẫn tư duy xong thì chị có thể viết được câu trả lời cho các bạn. Nếu như thế thì chị sẽ thi hộ cho các bạn em luôn, được chưa? Thế nên ở đây chúng mình cần phải xác định được từ khóa, chúng mình phải tư duy trước cái đã. Với câu văn trên thì từ khóa mà chị chọn ra ở đây đó chính là không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường. Thì đây là từ khóa, được không ạ? Tiếp tục này, chị có từ khóa thứ hai, dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Có thể là một từ, nếu như ở trong thơ thì các bạn có thể xác định từng từ một. Tuy nhiên đối với dạng là câu văn thì các bạn có thể xác định cả cụm từ giúp cho chị, được không ạ? Thứ nhất, ở đây chị có cụm từ khóa đầu tiên, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường. Đấy là cụm đầu tiên. Cụm từ khóa thứ hai chị có là dựa vào sự phán đoán và lựa chọn của bản thân, được không ạ? Thì bây giờ chúng ta đi giải thích các từ khóa mà chúng mình đã gạch ra ở đây, thì chúng mình sẽ đến với bước thứ hai, được chưa ạ? Vậy thì ở bước thứ hai này thì các bạn có thể giải thích từ khóa và nhớ là nhé, nghĩa thực của nó là gì. Thế xong đằng sau cái lớp nghĩa thực đó thì có hàm ẩn một cái lớp ý nghĩa nào đó ở phía sau hay không? Thì ở đây các bạn chú ý chị này, không ai có được bản đồ trong tay, cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam dẫn đường. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng bản đồ này, đúng không ạ? Hay kim chỉ nam, nó là một trong những vật dụng để định hướng, đúng không ạ? Nó là những cái vật để định hướng, để chỉ đường. Và thông qua cái nghĩa thực mà các bạn hiểu là như vậy thì các bạn có thể thấy rằng trong cuộc sống của chúng mình không ai biết trước được tương lai cả, được không ạ? Và cũng không được giúp đỡ từ những cái yếu tố bên ngoài. Bởi đấy là cuộc sống, bởi vì vốn dĩ chúng ta sống thì chúng ta mới biết được, chúng ta trên cuộc hành trình này thì chúng ta mới biết được chúng mình đang như thế nào, chúng mình đi ra làm sao. Bởi vì vốn dĩ không ai, đó, không ai có được cái bản đồ trong tay, mà cũng không phải ai cũng có kim chỉ nam, được chưa ạ? Cũng sẽ có những người có, nhưng không phải tất cả, được không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy là không biết trước được tương lai, bởi vì chúng ta đâu có bản đồ đâu, chúng ta đâu có thể biết được là ở chỗ này là Đại Tây Dương, ở chỗ này là Bắc Băng Dương đâu, chúng ta không có biết điều đấy. Nếu mà chúng ta biết phía trước là Đại Tây Dương thì chúng ta sẽ đóng một con thuyền để đi thay vì chúng ta cưỡi ngựa, đúng không? Nếu chúng ta biết trước điều đấy thì con đường phía trước của chúng ta sẽ bớt đi những cái khó khăn và gập ghềnh. Nhưng khổ lỗi là chúng ta không có biết trước được điều ấy, đúng không ạ? Chúng ta không có bản đồ, tức là chúng ta không biết trước được phía trước như nào, tương lai ra làm sao. Đấy là cái hàm ẩn nhá. Rồi chúng ta không có kim chỉ nam dẫn đường, tức là sao ạ? Là những cái yếu tố phụ trợ giúp đỡ bên ngoài để xem là đi hướng Bắc hay đi hướng Nam. Đi hướng Bắc thì có phải đi qua rừng không? Đi hướng Nam thì có phải đi qua sông, qua biển hay không? Hay là chúng ta đi hướng Đông đi, để ngày mai mà trời sẽ ló dạng. Chúng ta không biết trước điều đấy, tức là những cái yếu tố bên ngoài phụ trợ giúp cho ta, được không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể giải thích cho chị là chính là đối với cuộc sống của một con người thì chúng ta không biết trước được tương lai, bởi vì đó là những cái điều chưa xảy đến, được chưa ạ? Và đồng thời thì cũng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ từ những cái yếu tố bên ngoài. Ví dụ như kim chỉ nam dẫn đường là một những cái yếu tố bên ngoài chẳng hạn,
được không ạ? Rồi bản đồ trong tay cũng là những cái yếu tố bên ngoài, nếu như ai đó mách nước cho em rằng là em hãy đi hướng này này thì có lẽ có thể là có sự giúp đỡ từ bên ngoài rồi, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng gặp những cái điều may mắn như vậy trong cuộc sống, đúng không? Vậy thì nếu như em đang rơi vào trong cái tình trạng là không biết tương lai thì không thể biết trước, và cũng không phải lúc nào chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ, được chưa ạ? Thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta cần phải dựa vào chính sự phán đoán và lựa chọn của bản thân. Chỉ có chính em mới biết con đường mà em chọn là như thế nào, và em cần phải đi ra làm sao mà thôi, được chưa ạ? Thế nên ở đây chúng ta có thể thấy rằng bản thân của chính chúng mình là người quyết định, là người lựa chọn, hay nói cách khác là làm chủ cuộc đời mình trước muôn ngàn ngã rẽ, trước muôn ngàn lối rẽ của cuộc đời. Chẳng ai có thể chỉ cho em là thôi em đi hướng đông đi, hướng đông đi sẽ dễ đi hơn, hay là thôi em đi hướng tây đi, hướng tây thì sẽ đỡ gập ghềnh hơn đấy. Chẳng có ai có thể chỉ cho em được điều ấy cả, mà cũng chẳng có ai là có thể chắc chắn đi hướng này hay đi hướng kia là sẽ tốt cho chính bản thân. Chỉ là chúng mình cần phải tin vào sự lựa chọn của chính mình, được không ạ? Tin vào phán đoán của bản thân, bởi vì chính bản thân chúng mình mới hiểu bản thân mình hơn ai hết. Bởi vì người khác đưa ra lời khuyên thì có thể nó cũng sẽ đúng, đúng không ạ? Bởi vì vốn dĩ người ta cũng đã trải qua như thế rồi, họ góp ý, họ đưa ra lời khuyên thì cũng có đúng, nhưng chúng ta lại không phải họ, bởi vì chúng ta là phiên bản duy nhất của chúng ta thôi. Chúng ta cũng chưa từng trải qua như vậy, chúng ta cũng không biết là như thế nào. Chị chỉ mong một điều duy nhất là các bạn tin vào những điều mà mình đã chọn và quyết định đi đến cùng với điều ấy, và mong rằng khi làm bất cứ điều gì, trước muôn ngàn ngã rẽ, trước muôn lối rẽ của cuộc đời, thì các bạn hãy tin tưởng vào chính sự lựa chọn của mình, được không ạ? Và nhớ luôn tin với một cái tình yêu mãnh liệt, được không ạ? Bởi vì vốn dĩ nếu mà thiếu đi cái tình yêu, thiếu đi cái sự đam mê và khát khao trên cái con đường mà các bạn đang lựa chọn thì có lẽ sẽ rất là khó khăn, bởi vì các bạn sẽ chật vật với chính cái sự lựa chọn của mình. Dạo gần đây thì chị thấy các bạn đã đăng lên trên mạng khá là nhiều với cái hình ảnh đó là tôi đang rất là vất vả học toán lý hóa với 3 môn mà tôi đã chọn. Đương nhiên là vất vả, bởi vì chẳng có con đường nào là dễ dàng cả. Kể cả các bạn chọn khối C văn sử địa thì nó cũng khó như vậy thôi. Các bạn cũng sẽ chật vật và các bạn cũng sẽ vất vả, bởi vì đi đường nào mà chả gập ghềnh trong gai, chả có đường nào đường dễ đi cả. Nếu mà đã dễ đi á thì chúng ta đã không ngồi đây rồi, đúng không? Thế nên chị nói một xíu như vậy với các em để các em thấy được rằng trước bất cứ một con đường nào, trước bất cứ một lối rẽ nào, chúng ta chẳng có cái sự trợ giúp của bên ngoài và chúng ta chẳng biết trước tương lai, thì hãy tin vào cái sự phán đoán và lựa chọn của bản thân mình và quyết tâm đi đến cùng. Bởi vì vốn dĩ con đường nào thì cũng gặp khó khăn cả, chỉ cần em quyết tâm, em kiên trì, em theo đuổi, em đi đến cùng. Thì đấy là cái phần mà chị trao đổi thêm. Còn quay trở lại với phần ngữ liệu ở đây thì chúng mình đã giải thích được từ khóa chưa ạ? Dựa vào cái từ khóa và chúng mình lý giải được cái nghĩa hàm ẩn ở phía trong nó, và sau đấy thì các bạn chốt lại nội dung giúp cho chị. Và cái phần này là các bạn sẽ kết nối, liên kết lại tất cả các phần mà chúng ta đã vừa lý giải, và sau đó các bạn hãy trả lời cho chị bằng cái đoạn văn từ 3 cho đến 5 câu, được không ạ? Vậy chốt lại thì các bạn cũng có thể viết như sau: nhận định đã nói lên trong cuộc sống của con người đều phải đưa ra những lựa chọn. Đó có thể là lựa chọn đúng, cũng có thể là lựa chọn sai, bởi không phải ai may mắn cũng có xuất phát điểm tốt, cũng được giúp đỡ, không ai biết trước được tương lai xảy ra điều gì. Vì vậy, mỗi người hãy tự làm chủ bản thân, đưa ra quyết định và phán đoán của chính bản thân mình. Vậy đấy chính là những câu hỏi mà chúng mình cũng đã xử lý được dựa trên 3 bước tư duy. Và đối với cái câu trả lời này thì các bạn hãy kết nối lại cái phần mà chúng mình giải thích từ khóa, và đồng thời nhớ chị là chúng mình cần phải nâng cấp cái phần diễn đạt của mình lên, để trong quá trình em trả lời thì các bạn sẽ có thể thoát ý và không bị lặp, và đồng thời cũng sẽ mượt mà hơn một chút xíu, mềm mại hơn một chút xíu, để chúng mình ghi được cái điểm ấn tượng trong mắt thầy cô nhé. Thì đấy là một vài chia sẻ của chị trong cái quá trình mà các bạn làm câu thông hiểu. Nói chung đây chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái quá trình mà các bạn làm đề thôi, bởi vì nó chỉ chiếm 0,5 cho đến 1 điểm, mà chúng mình cũng đã phải đầu tư rất là nhiều chất xám cho nó rồi. Thế nên chị mong muốn là trong suốt cái hành trình mà các bạn luyện đề, từ những cái con số nhỏ nhất cho đến cái con số các bạn cảm thấy đáng tự hào về nó, trong một khoảng thời gian các bạn đã có thể luyện được 30 hay 40 đề, thì chị mong muốn các bạn hãy kiên trì đến cùng. Và có một lời khuyên dành cho các em: hãy luôn tin vào sự lựa chọn của chính mình, hãy đi đến cùng với nó, bởi vì bất cứ con đường nào cũng sẽ đưa các bạn đến với ngày mai, được không ạ? Và trên con đường đấy thì chị tin chắc sẽ chẳng thiếu khó khăn,
và chông gai đâu, bởi vì những cái điều ấy nó luôn ẩn giấu trong cái con đường mà mình đang đi. Chị chỉ hy vọng rằng trên cái con đường mà chúng mình đang đi, các bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc, các bạn sẽ tìm thấy tình yêu ở trong đó, được chưa? Thì đấy là một vài những cái lời khuyên rất là chân thành cho các bạn trong cái thời gian ôn thi nước rút này. Mong rằng các bạn cũng sẽ có thể tiếp thêm động lực cho chính bản thân mình. Nếu như em đang cảm thấy mệt mỏi, nếu như em đang cảm thấy quá là áp lực, thì hãy nhớ một điều rằng không có bất cứ con đường nào là dễ dàng cả. Hãy cố gắng với tất cả những gì mà em đang có và tin vào sự lựa chọn cũng như phán đoán của mình, bởi vì vốn dĩ chỉ có chúng mình mới làm chủ được cuộc đời của chúng mình thôi. Bởi vì không phải ai cũng may mắn có một cái xuất phát điểm tốt, không phải ai cũng may mắn có được sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hãy cố gắng từ bên trong, từ chính nội lực, từ chính khả năng của các em. Đấy là cái điều duy nhất mà chúng ta có thể làm trong cái thời điểm hiện tại này. Còn nếu như trong tương lai, chúng ta không thể biết trước, nhưng chị nói nhá, nếu mà chúng ta được nhận sự giúp đỡ từ ai đó thì đương nhiên chúng ta hãy hoan hỉ đón nhận và hãy cố gắng phát huy hết tất cả những gì mà em đang có, kết hợp với những cái điều may mắn bên ngoài, thì chắc chắn là các bạn sẽ rất là thành công, được không ạ? Thì đấy là một vài những cái chia sẻ rất là cá nhân của chị, mong rằng sẽ giúp các bạn nhiều hơn trong quá trình ôn tập. Vậy thì chốt lại trong cái phần này, nhớ chị nhé, cấu trúc của đề đọc hiểu thì sẽ bao gồm 4 câu, có thể là rơi vào câu nhận biết, thông hiểu, vận dụng cao. Tuy nhiên cũng có sẽ những đề là cho hai nhận biết, đúng không ạ? Một vận dụng cao, hoặc có những đề cũng chẳng cho nhận biết, chỉ cho thông hiểu, vận dụng cao chẳng hạn. Hai câu thông hiểu. Nói chung cái này thì nó phụ thuộc vào đề thi, vào thầy cô và ma trận đề. Và đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay thì chị cũng chưa biết là có cái thay đổi gì hay không. Tuy nhiên là theo đề minh họa thì sẽ chưa có cái sự thay đổi nào quá đáng kể trong cái cấu trúc của câu đọc hiểu. Thế nên các bạn cứ ôn chắc cho chị. Và phần nhận biết thì đã học rất là nhiều rồi, được không ạ? Đến với câu thông hiểu thì nhớ chị cái dạng câu hỏi để các bạn nhận biết đây có phải là câu hỏi thông hiểu hay không. Thì hãy nhớ chị là anh chị hiểu như thế nào về ngữ liệu X, được không ạ? Hiểu như thế nào về x, và x ở đây chính là cái ngữ liệu, được không ạ, được trích ra từ đề bài. Thì nhớ chị là như vậy, và đây chính là cái dạng câu hỏi để giúp chúng mình biết à nó là thông hiểu. Và nhớ nếu là thông hiểu thì cần phải áp dụng ba cái bước tư duy như chị vừa mới nói với các bạn đấy. Nhớ nhá, các bạn hãy tư duy một cách cụ thể rõ ràng để chúng ta không bị thiếu ý, không bị sót ý, nhớ nhá. Cái phần này rất là quan trọng, bởi vì vốn dĩ cái phần này cần rất là nhiều cái sự tư duy của các em. Học văn thì cũng rất là khoa học, không phải là bay bổng, không phải là trên mây đâu. Thế nên chị khẳng định lại thêm một lần nữa, văn học là một bộ môn khoa học, được chưa ạ? Thế nên hãy cố gắng tư duy nếu như chúng mình đang học văn, được không ạ? Còn đừng có bảo là học văn là học thuộc, đừng có bảo là học văn là thế này là thế kia, là phải học thuộc rất là nhiều, là phải chép rất là nhiều, không. Các bạn tư duy, các bạn biết cách làm, và các bạn vận dụng cái vốn hiểu biết của chúng mình về cuộc sống là các bạn đưa vào trong đó. Và nếu như để làm được phần này thì đương nhiên là phải có cái vốn rất là nhiều rồi. Thì nên thầy cô mới nói là đọc hiểu đấy ạ. Còn nếu không thì là đọc chép rồi còn gì nữa, đúng không? Thế thì chốt lại là như vậy. Còn nếu như bạn nào mà cảm thấy quá khó khăn và thậm chí là không thể nào mà xử lý nổi những cái câu hỏi đọc hiểu như thế này, thì chị Hiên đang có một khóa đọc hiểu á. Các bạn cũng có thể tham khảo về khóa học này nhá. Khóa học này thì có 10 buổi và tổng ôn lại cho các bạn tất cả những dạng câu hỏi của đọc hiểu, phụ thuộc vào các mức độ khác nhau từ nhận biết cho đến vận dụng cao, và tổng ôn lại cho các bạn toàn bộ kiến thức tiếng Việt. Nếu như em cảm thấy quá chật vật và quá khó khăn thì có thể tham khảo thêm, được không ạ? Còn nếu như mà em đã chắc rồi thì không sao cả, cố gắng là giai đoạn này luyện thật là nhiều đề nhá. Và đề thì các bạn cũng có thể tham khảo quyển san 8, được không ạ? Trong này thì như chị có nói với các bạn rồi đấy ạ, có tổng là 20 đề các bạn cũng có thể làm, được không ạ? Và trong này thì cũng có đáp án hướng dẫn. 20 đề này thì bao gồm cả đọc hiểu, cả làm văn. Đó, trong làm văn thì cả nghị luận xã hội, cả nghị luận văn học đấy, thì các bạn cũng có thể tham khảo thêm nhé. Thì đấy là tất cả những gì mà chị muốn giúp chúng mình thêm một chút trong quá trình mà chúng mình ôn thi. Còn nếu như em đang gặp bất cứ khó khăn nào trong cái quá trình ôn tập với tất cả các câu từ đọc hiểu cho đến làm văn, thì thực sự Học Văn chị Hiên luôn sẵn sàng trở thành một người bạn đồng hành cùng với chúng mình. Và mong rằng chị cũng sẽ góp một phần rất là nhỏ trong cái thành công của các em sau này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại chúng mình. Bye bye. Chúc các bạn có một buổi tối hạnh phúc và vui vẻ nhé. Bye bye.